vậy? Nó đáng kìa. Trời ơi, cái gì chúng đáng đâu mà sợ. Bắt nó đi. Ăn chưa? Nè, sợ không? À, được, ok, người ta. Ok, anh bỏ nha. Nè, có sợ nghe. Ừ. Anh có đang bận không? À, anh đang bận có khách hàng rồi. Nói chuyện sau nha. Tại sao anh lại nói dối với cô ấy? Cô tới đây để làm gì? Cô muốn gì nữa? Chị cho em xin lỗi chuyện lần trước nha. Cô nói như vậy là có ý gì? Em xin chị, chị có thể rời bỏ anh Bình được không? Phụ nữ với nhau, em xin chị cho rời bỏ anh Bình đi, để anh quay trở về với vợ con được không chị? Nhưng rất tiếc, cho dù tôi xa hay gần cũng không giải quyết được gì hết. Vấn đề không phải ở chỗ tôi, mà nằm ở chỗ cô đó.